xong rồi mình cũng đi đi xe lại về, xong rồi mình đi, tức là đi về xong rồi đi lần xong rồi mình tham gia mình đi xe lại, đi nốt cái xe đấy đi mà. Chia sẻ quý báu của chị thể hiện trọn vẹn trên vov1.vov.vn. Rất nhiều trường hợp đã phải nhận mức án 2 năm, 5 năm, 7 năm, thậm chí là 10 năm tù vì các vi phạm liên quan đến buôn bán trái phép động vật hoang dã theo bộ luật hình sự mới. Đừng để điều đó xảy đến với mình. Pháp luật Việt Nam có những chế tài đặc biệt nghiêm khắc với hành vi buôn bán động vật hoang dã trái phép. Không tham gia vào hoạt động phi pháp này. Nếu các bạn có thông tin về các vi phạm hay những đối tượng buôn bán trái phép động vật hoang dã, hãy gọi tới đường dây nóng của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV 1800 1522. Thank you.
càng với số tan đã suy tan thì đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,5 độ vĩ bắc, 114,5 độ kinh đông, quần đảo Hoàng Sa khoảng 350 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm cấp 6, cấp 7, tức là 60 km/h, giật cấp 9. Ban kính gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 22 giờ ngày hôm nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 14,4 độ vĩ bắc, 112,5 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280 km về phía nam. Sức gió ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 40 km/h. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau suy yếu thành vùng áp thấp ở khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông, trong trưa và chiều nay còn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 12 giờ tới, bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới từ vị tuyến 12,5 độ vĩ bắc đến vị tuyến 16,5 độ vĩ bắc, vị kinh tuyến 6 độ kinh đông. Ảnh hưởng của không khí nên trong chiều nay khu từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió đông bắc có gió 6 cấp 6 giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6 cấp 7 giật động mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới cấp 3. VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí. VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành với các chương trình của VOV2. Chương trình sống an toàn 6 ý cô nữa lưu ý những điều cần thiết để học sinh của trường tham quan an toàn cùng với nhà trường. Năm 2019, lễ Phật văn hóa có nhiều sự kiện nổi bật như lần thứ 3 Lào Cai và tổ chức thành công đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vê Sắc. Thực hành thang của người Tây Nùm Thái ở Việt Nam vừa chính thức được ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại. Chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 12:15 cùng quý thính giả nhìn lại những sự kiện nổi bật và các vấn đề về văn hóa đáng quan tâm 2019. 12 tập các thể thao trong nước và quốc tế đáng chú ý. Chương trình thể thao 7 ngày lúc 17 giờ 17 sẽ nhìn lại những sự kiện nổi bật của thể thao Việt Nam trong năm nay. Trong đó là chiến thắng của các đội tuyển và các vận động Việt Nam tại Việt Nam 30.